nghị hưởng ứng ngày hòa bình thế giới 21 tháng 9, cũng đồng thời khởi đầu một năm học mới của các bạn thiếu nhi. GISA và FCVN cùng tổ chức giải chạy bộ GISA FCVN Cherry Run 2018 với mục đích quyên góp từ thiện để xây dựng các ngôi trường mới cho trẻ em vùng cao. Có mặt rất sớm tại công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, các thành viên trong gia đình anh Nguyễn Bá Lâm đã chuẩn bị đầy đủ tư trang cần thiết để tham gia vào giải chạy từ thiện GISA FCVN Charity Runs. Ngoài việc cho các con đến với một sân chơi ngoài trời cuối tuần lành mạnh, bổ ích, anh Lâm còn mong muốn đây sẽ là một bài học nhân ái thiết thực trong hành trang bước vào đời của các con. Đây là lần đầu tiên mà gia đình tham gia một cái giải thiện nguyện và giải chạy như thế này. Thì chúng tôi thực ra là phụ huynh cũng muốn là các con tham gia vào các hoạt động ngoài trời nhiều hơn và các hoạt động thiện nguyện nhiều hơn. Giải chạy này là để giúp đỡ trẻ em vùng cao nên là con cũng rất là vui vì mình đã giúp đỡ người khác. Hơn 100 gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội với tổng số hơn 600 thành viên đã đăng ký tham gia giải chạy từ thiện GISA FCVN Charity Run, cùng nhau tạo ra các khoảnh khắc vui chơi gắn kết bên nhau. Bên cạnh đó, GISA và FCVN mong muốn thông qua chương trình cổ động phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng, cùng nhau tỏa sáng lối sống khỏe, lối sống đẹp của người Hà Nội. Bên tôi thì đã vận động mọi người qua hình thức quảng bá trên Facebook cũng như là trong cộng đồng chạy bộ để mà mọi người có thể biết đến những sự kiện như này. Bên cạnh đó là cũng liên kết với các bên đối tác, như lần này là liên kết cả bên đối tác là GISA. Họ cũng tổ chức những cái chương trình thiện nguyện như này để mà có thể tổ chức cho cán bộ công nhân viên có một cơ hội để mà có thể cho đi. Cuối chương trình là phần đấu giá từ thiện với nguồn kinh phí thu được sẽ dành để ủng hộ xây dựng điểm trường cho các em nhỏ vùng cao Tây Bắc. Với nhiều gia đình tham gia hoạt động ngày hôm nay, đây cũng là cơ hội giúp khơi dậy lòng nhân ái của các em nhỏ tham gia và phát huy những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.